Đó, bây giờ có một tô phở buổi sáng này, khỏi phải đi quận 13, ở nhà ăn phở gà bò. Đây là phở gà bò. Hôm qua lái xe mấy tiếng hả? Ăn cho nó lấy sức hả? Mà mừng cái là đến đây có rau quế nè, có mò gai, nhưng mà chỉ có không có ngò ôm. Buổi sáng tại Paris. Giờ tự nhiên viện như cho Linh đi mua vé ra ngoài khu trung tâm mua sắm, dạo quanh chút xíu vào cái mùa Giáng sinh. Hiện tại là bắt đầu mùa Giáng sinh rồi. Dạ, bên Pháp là hôm nay có 3 độ rồi quý vị, lạnh cũng như là bên Hà Lan vậy đó. Bây giờ mình đến mình mua thẻ xe lửa, thẻ metro chứ. Tại tự nhiên vị trí cháu Linh đang ở cái trạm Republic. Cứ mỗi lần mà tiền qua bên Pháp á, là tiền đến quận 10 ở cái khu Republic đó quý vị. Để tiền quay tí xíu cái cách mà mua kẹt metro cho quý vị xem nhé. Bây giờ cháu Linh chia sẻ thì nó dễ. Ticket. Bây giờ mình mua 4 vé 8 đồng 40 sen. Thì rồi sau đó chị sẽ cho tiền cắt vô đây 2 đồng. Mình đi qua đây mà mình đem theo tiền cắt ra tiện lắm quý vị. Tại vì tiền cắt ra có thể là mình đi tiểu, đi mua vé rồi nó cũng rất là tiện. Còn 40 sen nữa. Đây, thì các sẽ thối ra đây. Và bé cũng đi ra đây luôn. Bốn con bé và họ thối là 1.6 đồng. Rồi giờ mua vé xong rồi bắt đầu đi. Hôm nay là ngày thứ, hôm nay là chủ nhật. Thành ra là cũng là đang trong cái tuần Black Friday quý vị. Thì cho Linh đó, bên này cũng hạ giá nhiều lắm. Mình đi xem mình tham quan nữa như thế nào. Chứ mua thì chưa biết là có mua được hay không. Thì từ cái Republic á, mình sẽ đi ra mình lấy metro số 9. Một chiếc xe lửa đã đi. Một chiếc xe điện chứ. Đây mỗi lần mà tiền qua là tiền ở đây nè quý vị, Republic. Và cái số này là mình đi những cái lane khác rất là dễ nè, số 3, số 8, số 11 và số 5. Mình muốn ra quận 13 là Black Italy. Mình chờ, mình ngồi mình chờ Metro còn 4 phút nữa. Nếu mà mình đi cái chuyến 4 phút này rồi thì còn 10 phút nữa. Hôm nay với Linh đưa ba mẹ đi shopping. Xe metro đã đến nhưng mà thì thấy cái xe metro ở bên Pháp á, thì thấy nó không có sạch sẽ mà không có ngăn nắp giống như bên Hàn Quốc. Thì đi Hàn Quốc thì thấy là metro ở Hàn Quốc á, nó sạch sẽ, nó ngăn nắp. Từ ở Republic á, thì từ những điểm với cháu Linh đi là 5 chạm hả Linh? 5 chạm là đến Lafayette, là cái trung tâm mua sắm lớn mà từ dưới anh Viện với cháu Linh hay đến tham quan, shopping, dạo chơi. Mà trong đó là mùa Giáng sinh này họ trang trí chắc là đẹp lắm đó. Bây giờ thì mời quý vị cùng đi với gia đình nhỏ của Tiền nhé. Đến vào cái mùa sắp lễ hội Giáng sinh đó, thành ra là đi khắp mọi nơi, đèn cũng như là cái thông họ trang trí đẹp lắm. Wow, mình nhìn quá đẹp luôn. Mà bước vào cái khu trung tâm mua sắm này mình tưởng tượng giống như là mình vào trong cái cung điện á. Ở đây họ trang trí những cái cây hoa khô nè. Hoa khô đẹp quá đẹp luôn. Tiền vào đây thì Tiền thấy là họ bán mỹ phẩm. Bao nhiêu là mặt hàng mỹ phẩm. Đủ các thương hiệu ở đây hết. Cái loại này thì Tiền thấy là giá cũng bình dân. Ở đây những cái hoa đẹp quá quý vị. Những cái hoa khô đẹp ơi là đẹp.
We don't worry, you're not in. It's fine. Hiện tại thì cháu Linh đưa tiền đến cái tầng này, như là tầng số mấy đi? Số 5 và số 4. No, tầng dưới. À, tầng dưới đó hả? Yeah. Dạ, hiện tại là tầng dưới để cháu Linh có một quen với một cô bạn ở đây là bán sản phẩm này là của Hàn Quốc. Thay vì mình đặt ở trên mạng thì gửi qua nó cũng lâu, thì đến đây là có sản phẩm Hàn Quốc ở đây. Thì Tiền đang nói với cháu Linh là nhờ cháu này kiếm cho Tiền một cái loại kem. Tại vì khi mùa đông thì cái da mình nó cần cái độ ẩm. Thành ra là Tiền đang nhờ cháu kiếm cho Tiền cái loại vừa chống nhăn và vừa dưỡng ẩm thôi quý vị. Thì hiện tại cháu này đang giúp cho Tiền. Mà Berlin nói cháu này nói được chút chút tiếng Việt Nam. Oh, yes, you can. So you can use it as an essence and exfoliator. And it's a very mild, it's a very like mild exfoliator. It's not like scrubbing or what in like food, right? Food or drinks. Ở Amsterdam thì họ xài cái hiệu Bristol này rất là nhiều. Bristol. Sau khi Tuyền được cái cháu này giới thiệu cái sản phẩm để cho Tiền xài, để cho đúng cái da của mình, để dưỡng ẩm cho cái mùa đông đó quý vị, thì cháu nói Tiền á, trước tiên là mình phải làm cái này trước, và sau đó mình rửa lại với cái nước rửa mặt, rồi sau đó mình xài cái loại serum, một cái loại serum của loại này và một cái loại kem. Thì một bộ á, là Tiền lấy là bốn cái hộp kia. Nếu mà Tiền xài mà thật là đẹp mà tốt á, Tiền sẽ chia sẻ với quý vị cái thương hiệu này nhé quý vị nhé. Sau khi mà Tuyền nghe cái cô đó giải thích cho Tuyền với Berlin xài kem như thế nào và mua son nữa, thì tổng cộng 188 đồng, nhưng mà xài chắc là lâu lắm mới hết luôn á. Mẹ có là để con giải thích cho cô ông bà nghe chưa. Hôm nay có là toner, có ampoule serum, có một cái kem dưỡng và một cái sữa rửa mặt. Cái là cho mẹ, còn cho con thì con có một cái serum và exfoliator. Dạ, mà một cái hộp kem sức mặt rất là lớn luôn á, to lắm đó. Và thêm hai cái son nữa. Dạ, là 188 đồng. Mà xài này chắc là lâu lắm mới hết rồi. Nhưng mà khi mà Tiền ở dưới cái tầng đó, Tiền đi lên cái tầng trên này bán mỹ phẩm á, bán dầu thơm, thì quá trời quá đất người ta luôn quý vị, khủng khiếp luôn, đông ơi là đông luôn. Mà trong cái tòa Lavazette này là đến 5 hay là 6 tầng là phải không? Mà trên tầng tòa nhà này đẹp quá. Bây giờ bắt đầu xí soạn. Tao Linh thoa thử coi. Cái này là son bóng môi, một cái son gì có 14 đồng à. Mà cái này là thật của nó. Dạ. Tại vì cô này nói là cái tiệm này, cái chi nhánh mới mở ra mới có hồi tháng 8 mà chưa có nhiều người biết đến lắm. €14 cho một cây son rất là đẹp. Wow. Ồ, năm nay họ làm cái Giáng sinh này còn đẹp nữa nè Lim. Năm rồi họ làm đã đẹp và năm nay làm đẹp nữa. Lim chọn cái màu này cũng rất là hợp với Lim. Và cứ mỗi năm đó quý vị, thì cái người dân cũng giống như là những cái du khách mà đến cái Lavazette này á, thứ nhất là họ đi shopping cũng có, thứ hai nữa đó là họ xem cái cách mà trang trí ở trong cái tòa nhà mua sắm này. Thì hồi năm rồi á, Tiền thấy họ trang trí một cái hình khác, năm nay họ lại trang trí một cái hình khác. Wow, họ làm giống như là hình một cái cây thông và có một cái cô gái ngồi ở trên cái cây thông này và đeo một cái chiếc mặt nạ rất là đẹp. Đây, hình một cô gái đeo một cái chiếc mặt nạ. Bởi vì có nhiều người đến đây đó là họ đi mua sắm thì ít, nhưng mà họ đi xem thì nhiều. Ở đây họ có cây cầu thang nè, để đi ra nè, để mà mình xem cái cận cái cảnh cây thông hơn nè. Nhưng mà Tiền thì Tiền không dám đi ra đâu. Họ làm ở dưới là đều bằng kính hết. Nếu mà anh Viện lên đó được. Ở trên đó thì mình sẽ quay xuống như này, mình thấy du khách ở dưới này họ đi mua sắm nè. Tiến anh lên đó không? Lên đó anh phải đi từ bây giờ để xếp hàng xa lắm.
Quý vị thấy không, biết bao nhiêu người ta họ đứng này để họ quay phim. Họ quay phim cái hình cây thông này nè. Quá đẹp, cái tòa nhà lộng lẫy luôn. Cái cháu Linh nói là cái thương hiệu dừa thơm này của Pháp, nhưng mà họ lấy từ ý tưởng Đồ Sơn nữa. Berlin nói là có một cái là Đồ Sơn nữa. Đây nè, Đồ Sơn nè. Nó mới bị Đồ Sơn. Mình nhìn nó quá lộng lẫy nguy nga luôn. Đèn chớp lấp lánh. Coi là người ta đứng người ta hát ra liền. Khi Tuyền vào cái trung tâm mua sắm này nè, Tuyền thích nhất là đi xem những cái mỹ phẩm cũng như là dầu thơm quý vị. Nhưng mà ở đây là hình con cá sấu nè, một con cá sấu rất là đẹp luôn. Ở đây là cái vương miện của vua nè. Rồi ở đây là một cái biểu tượng, rất là nhiều cái biểu tượng đẹp luôn á. Một cái hiệu này là hiệu gì Linh nổi tiếng không? Cái gì mà cái dưới đỏ. Oh, mình nhớ wow. Mình biết không, cái gì mà dưới đỏ. Christian Louboutin làm đẹp quá Linh. Wow Linh, ok. Giống như cái này là giống như là ngai vàng á. Cái hiệu này nó quá sang luôn. Mê luôn quý vị, vô đây chỉ cần ngắm thôi. Mình chỉ cần mình ngắm nhìn thôi cũng đẹp nữa, quá trời đẹp. Đây là những cái cây son mà quý vị thấy đẹp dễ sợ chưa? Một cây chắc cũng mắc ha, không có rẻ đâu. Tìm thấy ở đây họ không có để giá nhưng mà chắc là đắt lắm á. Cái này mà ai mà có tiền đó, sưu tầm một bộ đây nè, chắc là đẹp lắm luôn á. Nhiều cái hình của biểu tượng đẹp quá đẹp luôn rồi. Hình cái con chim nè. Và tí thì tiền xịt thử cái mùi này thơm không quý vị. Thì nghĩ chắc là cái hiệu này cũng không có rẻ đâu. Đây là hình con cá ngựa. Wow. Mà tiền thấy đẹp nhất là cái kiến này nè. Tuyền vừa mới xịt thử cái mùi này. Cái mùi này là cái chữ này này. Nhưng mà nó thơm, ơi là thơm luôn quý vị. Thơm lắm lắm luôn á. Một cái mùi thơm rất là sang trọng quý phái. Những cây son mà họ làm giống như là vàng á. Mà đây là chai nước sơn nè, Tuyền thấy chai nước sơn mà đẹp. Ở đây là hình những cây son. Thật sự ra đó, mà vô đây đó mà không đi bám với nhau á thì lạc là như chơi á. Mà nhiều khi lạc rồi á mà mình điện thoại á mình không biết đường kiếm luôn. Hả Linh? Vô đây mà không bám nhau là dễ lạc lắm á.
Đây là hiệu Gucci á? Thấy cái tay con bây giờ nó không còn như nó nhiều cái điên nghịch chứ. Cứ một cái mùa mua sắm như vậy nào phải để dành tiền bạc trăm và bạc ngàn á thì vô đây mua mấy tha hồ được. Nãy giờ thu hoạch được hai túi rồi đó. Đó đây là cái túi Armani nè. Anh Viện với cháu Liên tặng cho Tiền một hộp dầu thơm. Cũng như là ở trong đây cháu Liên mua một cái che phấn. Tiền với cháu Liên rất là thích xài cái phấn này. Đây Tiền với cháu Liên rất là thích xài cái phấn này. Đẹp lắm, sức lên rất là đẹp luôn. Mà khi mình mua xong rồi đó, họ cho mình nhiều món hàng lắm quý vị. Họ cho mình nào là cái dầu thơm này nè. Ở trong đây một cái cây son nhỏ nữa nè, đây là cây son nhỏ nè. Rồi một cái chai kem nữa, cái hộp kem nhỏ nhỏ đó. Đó là cái quà họ tặng thêm cho mình đó. Thường trong cái dịp mùa Giáng sinh đó, thì họ hay cho thêm lắm. Họ tặng những cái quà thêm mà nhỏ 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 lên đó. Đây là cái hiệu Mét. Một thời gian cái hiệu Mét này cũng làm mưa làm gió với giới trẻ lắm nè. Ba bữa nay đi mua sắm với hai mẹ con sao? Ba là có trách nhiệm chi tiền. Ba có trách nhiệm chi tiền hả Liên? Đây là túi sách. Dạ, đây là túi sách Michael Kors. Nhưng mà Michael Kors đang hạ 30% cho cái Black Friday. Cái kiểu này cũng dễ thương đó. Đảo một vòng coi Michael Kors thử coi. Đang hạ 30%. Lấp lánh luôn, làm giống như LV. Kiểu này cũng hay nè. Mấy cái túi lớn nè. Đây là cái giỏ sách lớn nữa. Mà Tiền á, thường Tiền thích cái giỏ sách nó phải có cái dây kéo. Không có cái dây kéo á, mình khó chịu lắm. Đây là cái giỏ màu xanh này cũng đẹp nữa nè. Giỏ màu xanh. Giỏ đã biết hạ xong rồi còn nhiêu, hiện tại trừ 30% nè. Túi màu đen. Nói chung là Michael Kors bây giờ cũng có nhiều cái hiệu mới. À, nhiều cái kiểu mới. Michael Kors giờ có nhiều cái kiểu mới. Cái này hoàn toàn đúng không? Nhiều cái kiểu lão. Vào trong cái thương hiệu Prada đó quý vị, một cái túi đẹp ơi là đẹp luôn. Mà bước vào đây bạc ngàn luôn quý vị. Mà nhiều cái kiểu rất là đẹp luôn. Mỗi một cái thương hiệu nó có một cái đẹp khác nhau. Quá đẹp. Đây là những cái móc mà treo lên cái giỏ sách này. Hiệu Prada. Mình đi xem ngắm đồ hiệu không, mình cũng thấy đã mắt. Dior, Gucci, Chanel, Prada. Wow, mấy cái túi nhỏ 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 với đường đi. Cho ông ngủ. Wow, mấy cái túi này nhỏ xíu à, cỡ gang tay mà rất là đẹp luôn. À, cái túi này cũng hay nè. Những cái túi hiệu này mà nhỏ nhỏ phải chứ giá tiền to lắm á quý vị. Và ở đây là có những cái bộ đồ đầm cũng rất là đẹp luôn nè. Ở đầm này mà đụng đến là bạc ngàn không á Linh. Đúng không? Hiện tại là Tiền đã lên tới tầng 2 rồi. Mà tổng cộng ở cái tòa nhà này là phải tầng 5 đến tầng 6. Càng lên cao mình càng thấy đẹp quý vị ơi. Tại vì mình càng lên cao thì mình càng đứng gần hơn cái hình này và cái cây thông này. Quá đẹp luôn. Thì từ ở trên cao này mình nhìn xuống dưới là cái khu dưới này là mỹ phẩm nè. Quý vị thấy tất cả các thương hiệu nằm dưới này. Tom Ford, Chanel, Guerlain. Nói chung là nhiều 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 lắm. Rất là nhiều luôn. Armani.
ở trên nhìn xuống đẹp quá. Và Tiền thấy đẹp nhất là cái cô gái mà có cái mặt nạ trước này nè. Bữa nãy Tiền nói đùa với cháu Linh đó, hình như là thời buổi bây giờ người ta sống người ta đeo mặt nạ nhiều. Thấy thấy gương mặt thật. Đó là Tiền nói đùa thôi nha quý vị nhé. Thật sự lên đây thì đồ rất là đẹp luôn quý vị, nhưng mà đồ giá mắc lắm, thành ra là mình chỉ đi xem thôi chứ không có mua nhiều ở đây. Tiền quay một tí xíu những cái hình ảnh mà trong cái khu trung tâm mua sắm sang trọng ở tại Paris, đó là Lafayette, để chia sẻ đến những cái hình ảnh trong cái dịp mà sắp sửa Giáng sinh để cho quý vị xem. Cái khu mua sắm này á, cái tòa nhà mua sắm này thì thôi lúc nào cũng thu hút biết bao nhiêu là du khách ở khắp mọi nơi họ đến đây để mà họ mua sắm vào cái dịp Giáng sinh này. Đây là bao tay. Bao tay cặp mày là nhiêu Linh? 100 mấy đồng. Chứ sợ. Nhưng mà rờ vào á thì nó rất là mịn, nó rất là mềm. Cho Linh nó một cái cặp bao tay gì là khoảng hơn 100 đồng. Thì hiện tại họ đang trừ 20%. Như tôi nghĩ là khoảng một tiếng á, bắt đầu họ mở nhạc opera, xong rồi đèn chiếu lấp lánh theo cái điệu nhạc đó quý vị, rất là đẹp luôn. Trên cao này như là họ cũng làm một cái người thiếu nữ nè. Thì tôi nghĩ là trên cao này có một hình người thiếu nữ nữa mà quay mặt về hướng bên kia. Hiện tại cháu Linh đang lên đây là cái khu mà bán đồ trang sức. Cũng đang hạ 30%. Bây giờ mình đến là mình làm nhất rồi, mình muốn vô thì mình quên tiền đó, mình đứng xếp hàng. Chờ. Là mọi người lên đây này. Xếp hàng. Xếp hàng cho một nhóm người này. Khu trung tâm mua sắm Lafayette ở trước mặt của Tuyền nè. Tuyền với anh Viện với Châu Linh vừa thoát khỏi một dòng người quá trời quá đất ở trong đó luôn. Bây giờ đi ra ngoài tí xíu cho nó thoáng rồi mình tranh thủ mình đi về. Paris về đêm thì đẹp lắm. Ở nơi đây thì lúc nào cũng thu hút cũng như là tập trung rất là nhiều du khách đến đây để mà đi mua sắm. Dễ sợ người ta. Coi nè, còn biết bao nhiêu người. Đến mùa Giáng sinh đó họ treo đèn đẹp quá. Đi shopping một hồi, tham quan khu shopping một hồi, vừa mệt, vừa mỏi chân,
vừa khác, vừa đối nhẹ. Vì vậy mà tùy nhân viên như cháu Linh chọn một cái quán cũng nằm cặp ở bên cái trung tâm mua sắm Lavazette. Đó, Lavazette nằm ở bên kia trước mặt của Tuyền kìa. Thì bước qua đây đường có một cái quán cà phê rất là dễ thương, một cái quán ăn nho nhỏ, cà phê cũng có, bia có, rượu đỏ có, những món ăn nhẹ nhẹ có. Thì cháu Liên hỏi là mình ăn món gì thì Tuyền nói là mình ăn cái khoai tây đi, khoai tây với pate. Dạ, uống cà phê nữa. Bữa nãy cháu Liên mua cái bộ Armani để mà tặng sinh nhật cho Tuyền á, thì khi mà họ cho thêm cái quà đó thì ở trong đây có cái cây son dễ thương lắm nè. Cháu Liên mở ra cho ông bà xem thử. Rất là dễ thương luôn. Cái màu này là cái màu hiện tại đang nằm ở trong cái túi đó luôn á. Này khác rồi. Thấy không? Khi mới nãy mình thấy mình đưa lên thì giống. Chỉ còn mười mấy ngày nữa là đến sinh nhật mẹ Tuyền. Thành ra là Linh rủ ba Hùng lại mua quà, nhưng mà người trả tiền là Tuyền. Ứng ra trước hả? Tèn. Đó, cái túi. Nhưng mà cô đó có nói khi mà mình lấy cái dầu thơm mà mình xài rồi đó, thì mình gỡ cái miếng ở trong đó ra, thì mình sẽ xài nó là một cái bóp để mình sắp đi tiệc á. Cái này mở sao? Cũng là Armani. Nên mày nghĩ thường thì đẩy thêm này nè Liên. Cái này hiện đại quá không biết đừng làm. Xong một hồi tò mò thì cháu Liên nó mở được. Bây giờ nó rớt ra một cái chai Armani, một cái son. Đó, cái màu như giống Liên. Đấy, cái này đâu phải. Cái này một chai dầu thơm, một cái cây son và một cái hộp này chung cho một cái bộ. Mà thường vào cái dịp Giáng sinh đó họ mới ra những cái kiểu như vậy, đúng không Linh? Chứ bình thường ít có ra những cái kiểu như vậy lắm. Mà tổng cộng là 83 euro. 83 euro là tiền nghĩ là 100 euro là 2.6 triệu, 2.5 triệu, 2.6 triệu. Thì 80 euro này á, là hơn 2 triệu, khoảng 2.2 triệu cỡ đó. Cái này là 104, cái là 111. Wow, đẹp quá. Cái này á review thì cái cô đó có nói mình dỡ này ra thì mình sẽ xài được cái bóp. Không biết để cái điện thoại vừa không đi, Linh để cái điện thoại lên nữa. Điện thoại Linh đây vừa là điện thoại mẹ vừa này. À, đó, điện thoại được nè, tiền được nè, đi chơi tiệc là có cái bóp này xài rồi, cũng là Armani chứ bộ. À, cảm ơn ba, cảm ơn Linh. Nè, có cù đỏ ông cũng hà tiện đây nè. Ly của Linh thì trên được miếng, ly của mẹ dưới cái mức này. Sao không có được cái này? Cái mấy giờ rưỡi chứ? Tình kêu một ly rượu đỏ cho Linh, ly rượu đỏ, anh bị một ly bia. Rồi chúc sức khỏe tất cả mọi người. Dạ con. Dạ. Chát nhẹ, vị chua nhẹ nhẹ, nhưng mà được. Bà họ hay cho mình nước trắng thêm để mình uống, nhau cái ly nó nóng liền. Gót cái nước lạnh vô cho nó tha thành nước nóng á. Một đĩa khoai tây chiên, 4 dĩa dưa leo chua, 1 miếng pate, 2 miếng bánh mì nướng và 1 rổ bánh mì. Tôi đã ăn ketchup anh. Tôi mời quý vị ăn bữa tối nhẹ nhẹ với tiền nhân viên nhé. Chúc khỏe mẹ, chúc mẹ con. Có mấy rổ bánh mì hay quá.
đất. Đi chơi ba tê. Bên tây thì ở trong này có những cái hạt hạt dẻ đúng không? Yeah. Cái này làm từ chú bảo có bà tây nóng. Từ mới anh thử một cái bánh mì với pa tê đó, cái pa tê rất là thơm luôn, rất là ngon luôn. Ở trong đó có những cái hạt mà hạt dẻ đó, mình ăn mình thấy nó giòn, nó ngon. Berlin, anh thử Berlin. Bánh mì hơi cứng. Bà tây ngon hả? Bà biển bà tây ngon không? Cái khung cảnh quán rất là đẹp. Bây giờ ăn hết một miếng pa tê và một cái rổ bánh mì thì tiền thấy là cái pa tê này rất là ngon, rất là đặc biệt luôn. Tại vì trong cái pa tê nó có cái hạt dẻ đó, họ trộn vào trong đó mà ăn nó thơm, thật là thơm luôn á. Đúng không Ngọc Thư? Ăn đỡ đói. Ăn thì nó thôi đỡ đói rồi, ăn là hưởng thụ. Không có. Mà cũng đỡ đói. Thụ cũng đỡ đói vậy. Tại vì lên 5 tầng lầu mà, của cái khu shopping mà. Không, có lẽ mình ra bên này mà ăn thay đổi một xíu. Sau gần 1 tiếng, bây giờ trên bàn này không còn một cái gì hết. Sạch sẽ. Bây giờ gia đình nhỏ có tiền trả tiền sau đó rồi ngày mai là mình trở về lại Hà Lan rồi. Thì xin cảm ơn toàn thể quý vị đã cùng đồng hành với tiền trong cái chuyến đi qua Pháp vào ngày cuối tuần này quý vị nhé. Tiền cảm ơn quý vị đã dành thời gian với báo là xem kênh YouTube của tiền cũng như ủng hộ gia đình nhỏ của tiền trong suốt thời gian qua. Thì xin cảm ơn quý vị thật nhiều. Tiền xin hẹn gặp lại quý vị vào clip tiếp theo. Bye bye, bye quý vị. Sau khi ăn xong rồi thì bây giờ cả nhà đi dạo tí xíu siêu nữa rồi đi về. Buổi tối thì đèn quá đẹp luôn, lấp lánh lung linh. Mình đứng ở đây mà mình nghe tiếng metro nó chạy dưới chân của mình. Ở đây giống như ngã tư quý vị. Bây giờ ở đây nó xe nó gối á. Hai bố con có lạnh không? Giờ bắt đầu mùa đông rồi. Mùa đông tại Paris. Rồi bây giờ đi nữa, mình đi một vòng nữa. Bây giờ bà con cô bác ai cũng đi vô đây quay phim. Wow, cái khu này đẹp quá, đẹp luôn anh. Sáng bị ánh đèn á, sáng rực rỡ luôn. Ai có chụp hình với cây thông này?
đẹp luôn, những cái thương hiệu nổi tiếng á, họ design rất là đẹp.